Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Cháu Mai xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Các bác ạ, hiện tại thì chúng cháu đang có mặt tại xã Lũng Pù. Sáng ngày hôm nay thì cũng có một chú ở trong cái khu vực này cũng gọi cho cháu Đào bảo là vào trong này tham quan một nhà. Nhà đấy trước đây là cháu Đào cũng có và chia sẻ qua một lần rồi. Các bác có còn nhớ là cái video mà có nội dung là cặp đôi có quan hệ bất chính, đó là anh chồng lấy em dâu. Thì hiện tại là khi mà lấy nhau về được một thời gian thì em dâu cũng bỏ đi, và đặc biệt hơn nữa là em dâu trước khi về lấy anh chồng là đã có con riêng với lại em trai của chồng rồi. Tuy nhiên thì là không may mắn thì chồng là cũng mất đi, nên là cũng lấy anh trai trong nhà ấy, thì là anh chồng ấy, nên là cũng để lại con cho anh chồng nuôi, và chị đấy thì là đã bỏ đi. Nên là đến thời điểm này thì là ấy, bà con là cũng vừa mới trồng ngô là cũng chưa nhú khỏi mặt đất luôn, nên là cũng gọi là thiếu ăn ấy. Nên là chú đấy cũng gọi cho cháu Đào bảo là nếu mà ở Mèo Vàng ấy thì vào thăm đi qua gia đình, cũng như là có tí quà nào vào thì càng tốt. Thì cháu Đào cũng trích quỹ của cô Catherine ấy, còn lại là 1.850.000 đồng. Đấy, ở đây thì cháu có mua vào một thùng mì là 100.000, đấy, một vỉ trứng là 90.000 đồng nữa, chi đi là 190.000 đồng, đấy, còn lại là 1.660.000 đồng. Cái này thì khi nào chúng cháu đi và gặp những hoàn cảnh khó khăn thì sẽ thay mặt cô là trao lại cho các hoàn cảnh, cũng như là quỹ người nghèo. Thì hiện tại cháu Đào cũng có cầm của một số bác nữa, tuy nhiên thì sổ cháu Đào để ở nhà, nên là ngày mai cháu Đào sẽ cập nhật lên để cho các bác là cùng nắm được. Mai là chưa được đến đây nhỉ? Em là chưa. Đó là lần đầu em nghe câu chuyện này. Nghe câu chuyện nhỉ? Cảm thấy như nào? Nếu mà em là bản thân cũng là một người con của người Mông ấy, cảm thấy là thực sự là rất là vô trách nhiệm bỏ con của mình thì cho anh chồng nuôi. Em thấy là con riêng đấy, của chị với em trai đó. Tuy nhiên thì bây giờ gọi là cháu ấy, cũng là cháu trong nhà thôi. Đấy. Đang ở với lại bác, mẹ thì là bỏ đi rồi. Không biết là bây giờ là anh đấy là đã lấy vợ mới hay chưa? Cháu Đào cũng vào cách đây mấy tháng trời, đúng lúc sắp Tết rồi, là vào thăm lại, mỗi cho quà vào thăm các bé. Lúc chồng ở mất chị đấy đã đấy, và sau đó là ở một thời gian rồi chị đấy bỏ đi, đấy cũng sẽ phải là bỏ đi sang bên Trung Quốc hay bên nào ấy, đi thêm một bước nữa ấy. Đấy thì là nói như thế là chúng ta là chị là gọi là ba đời chồng. Trên này thì là như trường hợp mà hôm nay chúng cháu vào ấy, là em trai lấy chị dâu và anh chồng lấy em dâu, thì trên này là cũng gặp và khá khá là nhiều rồi. Mình cũng gọi là khi mà lấy về là người ta đã mất tiền lấy con dâu về để làm con của mình rồi, nên là khi mà không may mắn thì người chồng mất đi ấy, là trong nhà còn có em trai hoặc là anh trai ấy, thì là sẽ thay thế vị trí của chồng. Căn nhà được bưng bằng tôn, đúng rồi, thì nhà đôi luôn đấy nhở. Ở trong khu vực này thì là bà con cũng thiếu nước, đây là cái giá bể nước mưa xanh là nè, nên là cũng là dùng sinh hoạt là hàng ngày bình thường. Nhưng ở trên tầng cao thì gia đình nào cũng gọi là ăn luôn, để đến mùa này là bà con là có nhà là đã hết sạch rồi, cũng không phải là bà con không có cố gắng làm, mà vì là trên này thì đây như cái biển đá như này thì bà con có làm, tuy nhiên là cũng là không có đủ để ăn. Rất là có ở nhà ui, có cửa đấy. Đi đâu? Hay là đi làm không? Nếu mà như thế thì là bé là ở với ai nhỉ? Hai bé là nhỏ chị? Đúng rồi, cũng còn nhỏ thế. Đây là cái căn nhà mà hôm nay chúng cháu muốn đưa tất cả các ông bà cùng đến thăm. Đấy, tuy nhiên là thầy đóng cửa rồi. Đấy, bên cạnh cũng có một căn nhà là cũng đóng cửa rồi này. Thế thì chị em mình lại xuống bên dưới này hỏi xem là thì gì dạo này là anh còn ở nhà không hay là đi làm rồi? Này sợ nữa, khả năng là anh bị sợ. Con vật thì chắc là cũng còn ở nhà thôi. Anh này thì ít khi gặp ở nhà, cũng mình bảo khóa cửa luôn này, khóa cửa. Cũng là mùa này là bà con là đi đâu là hôm nay là chị đi chợ nhỉ, đây là tự nhiên là bà con là cũng vừa mới có công việc thì xong này. Ở đây là con vật nuôi, tuy nhiên ở trên vùng cao ấy, nói đến mổ bò thì một là bò không may là bị ốm thì người ta sẽ thịt, còn không ấy, thì trừ khi còn đám ma hoặc là đám cưới người ta mới mổ. Ở bên ngoài là một đống da bò. Xin chào các bé nhá. Chào cô ạ. Các bé là đi đâu về đây? Đi trồng ngô về. Trồng ngô về. Thế em có biết là nhà này đi đâu rồi không? Đi ăn thịt bên kia rồi. Đi ăn thịt rồi á? Thế bên kia có công việc gì đấy? Đám ma. Đám ma ở đâu? Ở bên nhà chợ xó.
Nhân trường sớm á? Bố ở xa đây không? Đi bên đi đến cái núi kia bên đấy. Đi đến cái núi kia luôn. Vâng. Ờ. Thế là ở đây là nhà nào cũng đi hết rồi à? Vâng. Rồi đều vào đi hết rồi nhỉ. Đây để xem nào. Ui, bé này là à hạt bí. Ăn hạt bí á? Vâng. Cái tay của em bị làm sao đấy? Cái chỗ là ăn máy em máy thái rau lợn đúng không? Đúng. Bị máy cắt à? Vâng. Ui, bé năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi bé tí tẹo này á? Vâng. Thế là có đi học không? Có. Có à? Vâng. Hôm nay không đi học à? Hôm nay chủ nhật được nghỉ. Chị quên mất. Ồ, còn bé đây nữa, ai trang điểm cho xinh đây? Em trang. Em tự trang điểm á? À? Vâng. Xấu xấu rồi á, không biết trang á. Ừ, thế là điệu nhà. Đấy, điệu từ rất là bé luôn. Thế này là son mắt này. Em nhắm mắt vào chị xem nào. Nhắm này này. Nhắm mắt vào xem nào. Đánh phấn mắt đấy. Đánh phấn mắt bằng son đúng không? Đúng. Thế son này là ai mua cho? Tự mua. Mua bao nhiêu tiền? Một thỏi. Một thỏi có cái là 5.000, có cái 15.000, có cái 20.000, có cái 10.000. Ôi thế á, thế là son là cũng gọi là mua ở ngoài chợ ấy cũng rẻ tiền thôi, là bôi vào lên mặt này là mình còn bé da còn yếu là bôi ít ít thôi nhá. Vâng. Đấy như chị này, chị là không bôi tí nào luôn đúng không? Đúng. Này không biết là trong cặp là hôm nay là trong cặp là không có rồi chị ạ. Không có mẹ à, tại vì là chúng cháu là hay để vào trong cặp và đi rất là nhiều nơi ấy, cũng không để ý nên là cũng hết kẹo mất rồi. Rồi, đi lên trên này là có vẻ là có quán tạp hóa đấy đúng không? Đúng. Đấy, thế là nhà trưởng xóm ở đâu nhỉ? Là các chị muốn vào thăm chú này này. Nó đi ăn thịt bên đấy, còn con của nó thì ở nhà bà. Nhà bà á? Đấy, nhà bà ở đâu? Em đưa chị đi được không? Được. Đi nhá. Vâng. Đấy, thế em tên là gì? Em tên là Vàng Thị Lý ạ. Em là Lý à? Lý là giờ là 13 tuổi rồi, đang học lớp mấy nhỉ? Học lớp 7. Lớp 7 à? Thì cố gắng đi học nhá. Đấy, đừng bỏ học sớm nhá. Học hết đi xong rồi sau này là mình có thể là ra ngoài đi làm. Hoặc là sau này lớn lớn xinh xinh đi lấy chồng ở dưới xuôi chẳng hạn nhờ. Nhà em bé này rất là xinh, có hai cái má lúm cực kỳ là duyên luôn. Lại giao tiếp là cực kỳ chuẩn rồi, chuẩn nhá. Ở đây là một thôn rất là gần trung tâm xã Vũ Phù, nên là các bé ở đây là giao tiếp rất là tốt. Hôm nay là trong này là có người mất nên là khu vực này thì bà con là đóng cửa để cho hộ gia đình đang có việc và kết nối. Mình chúng ta vào nghĩa là đã xong mọi việc rồi, hôm nay là đi ăn ngày đầu tiên thôi. Thế là nhà đấy là ai mất ở đấy? Nội á. Thế là chưa đưa ra đồng thôi đúng không? Mất còn ở nhà đúng không? Nhà dưới kia chết một, hai cái nhà dưới kia chết một con bò. Chết một con bò á? Thế là cái thôn mình là hôm nay là rất là nhiều chuyện là xảy ra với hai nhà đến này là nghe nói là chết bò. Rồi bà có nhà bà chưa? Bà trên kia. Thế là bé là đang ở với bà đúng không? Con của anh gì nhỉ em nhỉ? Anh Đế. Đây bà con trồng được rất là nhiều cây ba cải nhiều đấy, tốt thật. Nó mua ít tủ thôi nhỉ? Tủ mà tủ nền nó kia muối. Tủ nền nó kia muối tủ nền thôi. Tủ nền thôi. Tủ tủ vậy thích theo tủ nền. Mà tủ nền là tủ tủ tủ. Ô tủ nền nền thế thì tủ ta ta chỉ muốn nền chỉ muốn gì đó. Tủ tủ nền muối chút gì đấy thì tủ ti tủ đấy thì chỉ như là chỉ mua. Nhìn thấy một tủ nền. Bé này là cũng là mẹ bỏ đi. Đi này. Như đây là bé mà hôm nay chúng cháu muốn đến thăm này các bác. Đấy cũng còn là rất là bé. Hôm nay thì là bố là đi có việc nên là cũng sang bên này là ở với bà. Bé này là được bao nhiêu tuổi rồi bà nhỉ? Lâu chẳng. Tú ni nhờ tù mà tú ni nữ kia một chút chi nhỉ? Mà tú nhờ tú ni kia một nó cũng là. Mà nhờ tú chi nữ tù mà tú ni nữ một chút tú chi lo nhá, phải không? Nhờ. Đấy thì giờ là gọi đang ở với bác. Thế là bây giờ bé này là vẫn ở với lại anh Dế chứ phải không bà? Tú ni đứa tú ni mà cổng ít tú ni à? Tú ni mà nhờ tú cứ dùng. Nhờ tú ni mà nhờ tú tin họ dùng.
Đây bé này mới phải. Ừ. Bé này là bé là con riêng của mẹ đấy, là gọi là con của em trai, và khi mà em dâu về lấy anh dế này có để ra được bé này đúng không? Tức là ở đây là như nào nhỉ? Cùng mẹ khác bố, đúng rồi, hai anh em cùng mẹ khác bố này. Thế là hôm nay là cháu đến thăm anh dế, nhưng mà anh là không ở nhà. Thế là mẹ các bé từ lúc đi đến giờ là có về thăm các con không à bà? Nên thăm một chúng ta chỉ ta lo chùa nên mua nên đào tước cũng là trên nên tết thì lo này. Không biết chị là đã lấy chồng mới chưa nhỉ? Nên mới chi chi ở nên từ mua đào tước cũ thì nên từ mua cho nên tin đào tước cũ là chị là từ lúc bỏ đi đến giờ là chưa về thăm lại các bé, cũng như là chị đã lấy một người chồng ở bên Trung Quốc và không về Việt Nam. Thế là giờ cả hai bé đây là vẫn ở cùng anh dế hết đúng không? Nhất thì mình giờ chỉ lo nhau. À, cháu cũng lo nhau thôi. Lo nhau. Ui, thò. Ui, thế là ở cùng bà. Vâng, thế thì nếu mà bây giờ ấy là hai bé cũng không còn ở với lại anh dế nữa mà là ở nhà bà. Thế thì món quà ngày hôm nay là sẽ trao lại cho bà để bà là nấu cho các cháu ăn ở bên này nha. Đây bà ơi, thế thì là bây giờ các cháu cũng ở bên nhà bà hết đấy. Thì hôm nay là cháu cũng có phần quà của cô Catherine, là cũng có vào thăm các cháu là một khay trứng với lại một thùng mì cho các cháu một côi nhá. Con đi mấy tùa để lo nhá trẻ u à. Đây bà cầm đi, xong là đi vào tàu kết chế dụng xong rồi nấu cho các cháu ăn. Đấy, đây là phần quà của cô Catherine ạ. Nghe thấy có thấy không? Cô cũng đang thấy thầy á. Dạ vâng, bà cũng đang cảm ơn cô Catherine. Vâng, cháu cũng xin thay mặt là các bé, thay mặt bà gửi lời cảm ơn đến cô rất là nhiều, đã luôn đồng hành cùng chúng cháu giúp đỡ bà con ở đấy, trên này. Như bây giờ thì là bà ấy là cũng là vừa là một người bà, vừa là một người mẹ của các cháu thôi. Ở đây thì cũng rất là nhiều các bé, hầu như là toàn là bé mồ côi, bố mất và mẹ rồi bỏ đi. Đó. Thôi nó tôi đây là cái căn nhà của bà đúng không? À lúc trên đi ạ. Thế ổ thế giờ bà đang ở trong này với ai? Thế nên ăn giờ từ từ nhỏ. Hả? Thế nên ăn giờ từ từ nhỏ. Ồ, ô đi. Ai tù à? Thế ơi tù này nhỏ. Tù mi tù à, nhỏ lúc trên này dù tụi mình nhỏ, nhỏ tụi mình nhỏ này tuần này là này nhỉ? Ừ. Ừ, nhỏ lúc sau này, nhỏ lúc sau này, ớ lúc sau. Thế là bà là mất hai anh con trai à đúng không? Hai anh con trai của bà là mất hết rồi. Nên là bây giờ là bà là ở nhà này, cái lại căn nhà này. Ừ. Đây em bé ra đây xem nào. Đây ra đây chị hỏi một tí, ra đây. Tụi mình nhỏ nhỏ chứ hả? Tụi mình chị nhỏ hả? Ừ, em bé này nhà ở đâu? Nhà ở bên kia. Nhà ở bên kia, thế là em không phải là cháu của bà? Có. Phải ở cùng nhà bà không? Vâng. À. Thế là bố mẹ em đâu rồi? Đi làm nương. Đây cũng là cháu của bà. Đây, bà là có mất đi hai anh con trai. Đấy, thì ở đây là các con, các cháu là đều và bố mất và mẹ bỏ đi như cháu Đào cũng vừa mới nói. Ở đây là một cái căn nhà này. Trước đây là con trai của bà cũng lấy vợ và ra ở riêng ấy, là cũng có xây được một căn nhà cũng khá là to và đẹp. Tuy nhiên thì là đây là một anh khác và anh nãy cháu Đào nói ở đầu tiên là một anh khác. Hai anh này là cũng có làm nhà, tuy nhiên là mất rồi nên là bây giờ là các cháu là cũng ở với bà ở bên đây. Có ông là chồng của bà đó. Thế là giờ là có hai ông bà. Đấy, nhưng mà đây là bây giờ ông ở nhà dưới này, bà ở nhà trên này. À, chia ra mỗi người một nhà đúng không? Đúng. Ông hay xây rượu hay chửi bà ấy bảo là thế, ông xuống cái nhà đấy ở. Tức là ông xây rượu là ông toàn chửi bà. Thế là có chửi các cháu một côi không? Chửi đấy. Thế là ông xây rượu là ông chửi cả các cháu cả bà. Nên là các cháu này với bà là khác ở một cái nhà. Còn ông là khác ở kia. Ông xây rượu đắt rượu mà lại được ở nhà đẹp hơn nhỉ? Bà bảo là không cho ông đi ở chỗ đấy đi. Ông đánh bà thôi thì mình lại cho ông đi ở chỗ đấy. Tức là sợ ông đánh đúng không? Đúng. Nên là cho ông là cái căn nhà đẹp hơn à? Ở đây là một cái căn nhà gọi là hoàn toàn bằng gỗ hết nhỉ? Ở đây thì được không? Tất cả ở đây là giờ là mấy người à bà? Ní nhóc hấu xe ní có hàn đọc tủ nhóc không? Nhóc hấu xe ní á, nhóc hấu xe ní. Cho mình nhuận thua sao này nhỉ? Ôi tụi mình tốt thế, ô lầu thế, thúy ô tụi lầu. Nhỏ không có tên nữa. Là bao nhiêu người? Ô tụi mình tốt. Mình tốt hả bế? Thôi phá tụi. Bảy người. Chà tụi mà ô tụi. Đây em bé bên đấy, về đây với chị này. Đúng là ô tụi à. Tụi mình tốt à, nên đi bùi sọt ta nếu mà mất tắc hộp bùi sọt ta nên đi à, nên đi à, tốn đời. Tổng đảo đi ghép, tổng đi ố tụ mà, nhớ hút dây ố tụ. Tụi mình không phải là dưới đấy, nhưng mà ông say rượu về nhớ ông chủ sợ ông với Giang. Tức là có hai bé là ở với ông đúng không? Đúng. Cũng là một cô à, phải một cô không? Tiếp cổng thật còn nhau thế. Thế là giờ ông bà là hầu như là ở với toàn các bé một cô nhỉ? Vâng. Thế còn bạn này là có phải ở nhà này không? Bạn
em ở bên kia. Đây em về đây, em học lớp mấy rồi? Em học lớp 9. Lớp 9 này em tên là gì? Em tên May ạ. May à? Vâng. Ừ, bỏ tay ra. Em cười rất là duyên nhá, có hai cái má lúm đồng tiền ở ngay bên Nam Á. Ở đây là cũng là cháu của bà, thế là hôm nay là sang đây giúp bà làm việc à hay là làm gì? Vừa đi làm nương về. Vừa đi làm nương về. Vâng. À, đây cũng là bà của em. Vâng. Ừ. Đây là một cái căn nhà như là ông là thầy cúng là phải không? Vâng. Đấy, tại vì là khi mà vào trong cái nhà ấy là có nhìn thấy ở trên bàn thờ ấy là những cái đồ ấy mà thầy cúng người Mông hay sử dụng ấy, nên là cũng nghe là ông là một ông thầy cúng rồi. Cái này là cái vòng để mỗi lần làm cúng là sẽ lắc cái này. Đấy, mình đi từ xa đã nghe thấy là biết là nhà đấy là đang làm cúng rồi, và bên trên là những cái cặp sừng dê đấy. Thế nên là rất là quý cũng như là hiếm với lại bà con người Mông ấy nhỉ. Mỗi lần là nhà nào mà có con dê mà thịt ấy là người ta sẽ được xin cái cặp sừng của nó về. Đấy, cặp sừng này là phải biết gõ, nó mới ra đúng cái điệu của nó chị ạ. Phải gõ? Phải gõ, hai tay, một tay xong rồi đập vào nhau. À, thế chị cũng không biết được. Thế bên kia là ông đúng không? Vâng. Giờ nhá. Vâng. Nó chết rồi. Phải giới thiệu ông nhá. Hôm nay ông đi ăn thịt, ông thấy rượu rồi. Ông đi ăn thịt vì ông thấy rượu rồi. Vâng. Thế bình thường em có sợ không? Ông mắng em có sợ không? Sợ. Em cũng sợ ông á. Nhưng mà ông chắc là say rượu thì ông mới nói nhiều thôi chứ đúng không? Đúng. Còn bình thường là ông không nói đâu đúng không? Đúng. Ông vừa đi đám về là cũng hơi say rượu một chút rồi. Say rượu rồi hả ông? Chào ước, chào ước. Chào ước. Chị Hậu ạ. Chào rồi. Thế là ông cũng vừa mới đi lên tế lọ. Thế là ông vừa đi làm nương về. Thế mà bé bảo là ông đi ăn thịt về rồi. Mày cháu muốn ăn tay lợi. Muốn ăn thì mùa này thì là bà con đang làm nương nên là các ông các bà là cũng tranh thủ đi con trai thì cày nương, còn con gái thì định phân. Đây là căn nhà có vẻ là ở đây cũng khá là lâu rồi, cũng là hơi sụp sụi xuống rồi các bác ạ. Thì ở đây là cái bể nước ấy, nãy thì cháu Đào còn nói qua, và giờ thì đến gần hơn để chia sẻ cho các bác xem này. Trên hồ cao này thì đối với lại bà con ấy, nước thì thật sự là rất là hiếm, nhưng nhà nào có điều kiện một chút ấy, là còn có thể là xây được cái bể nước để dự trữ nước mưa. Còn như những nhà không có ấy, là có thể dựng bằng những cái can này rất là nát, cũng như là những cái hố mà ở trong hang đá ấy, để tận dụng thôi. Giờ ông bà rất là thương. Đấy, ông bà là già nhưng mà năm đứa cháu. Năm đứa cháu nhỏ một cô nhỉ? Nó gọi là một cái câu chuyện đấy thì gọi là tội nghiệp ấy. Nhưng đi về em có làm nên trên này. Chào các anh chị nhá. Phải là cái này được cái này, đây là rất là nhiều đá, không phải là con gái thì không thể cầm cày được ở những cái nơi mà có nhiều đá như này rồi. Cái cày của các anh con trai thường thường là được làm bằng cây gỗ nghiến nên là sẽ rất là nặng. Để lái được con bò chỉ rất là đáng là cũng rất là khó, bởi vì chỉ đi bầy 2-3 bước chân thôi. Mình mà không cẩn thận là sẽ bị gãy cái lưỡi cày cũng như là cái cày luôn. Uống cũng như là hôm nay là cày trước xong mai trồng đúng không, hay là trồng luôn đang trồng đây, đang trồng luôn này, cũng hay những chỗ nào cày được thì để cho được vậy, không cày được thì là trồng cốt vừa. Như đây là những cái khe đá cực kỳ là nhỏ, cho cái cốt vào còn không vừa thiệt, nên là làm nương ở trên này là cũng rất là vất vả. Bà là qua rất là lớn tuổi rồi nhưng mà cũng đi làm nương nên đấy là giải phân đi theo sau. Đâu là bà đào ngô đi trước, xong rồi là em mới là cho phân đi hết, nên là cả phía hạt ngô vào. Cái này là cày từ đâu xuống hả anh? Dạ. Anh ơi. Cái cây biết tiếng đâu. Cái biết tiếng á. Cái lò. Cái lò. Ủa, có sao như lò? Hả? Thế là đất là quái là trên đường. Thế là cái này là hôm nay là cày là trồng là xong luôn trong một ngày đấy nhỉ? Nhanh nhở đây này, biết là giải ngô này, xong rồi là người thì là điệu phân. Như đây là cái này là có thuốc rồi đấy, bà con cho cái thuốc vào để trồng là cho nó không bị cái con gì ăn sâu ăn đúng không? Đây là cái mùi thuốc rất là hôi, để các em bốc bằng tay không là
cũng gọi là không sao đâu chị, khá là độc hại. Em cũng bốc bằng tay không. Như hôm nay làm nương là toàn là con cháu trong nhà hết rồi, cũng không thấy anh ấy không ăn được khác về nhỉ. Chào em nhé. Em học lớp mấy, còn đi học không? Em học lớp 7 thôi. Học lớp 7 à? Thế em tên là gì? Em tên là Mai ạ. Em tên là Mai ạ. Thế em đến đây lấy công hay là đây là lương nhà mình? Hộ à? Đến giúp à? Đến giúp. Các bé là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Các bạn bé thì là trên này thì thành lập rất là sớm. Và còn bé thì đã giúp bố mẹ là đi làm nương hoặc là đi cắt cỏ cho con bò ăn rồi. Rất là đông này, nhà nhìn nhớ nhỉ. Ở trong khu vực này thì cũng tập trung khá là ít nhà các bác ạ. Đây, bên này là có một căn nhà đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 căn nhà trong một cái hồn, 80 xe, bốn chia nữa, thì có 1, 2 căn. Bình thường trên này ấy, bà con là làm nương thì hay lấy công. Ở nhà này làm thì là cả xóm sẽ kéo về để cùng nhau làm ấy. Thì đến lúc người ta làm mình cũng đi trả công. Tuy nhiên thì ở trong xóm là nhà thì có bò mất, nhà thì có người mất, nên là cũng ít người. Thì gia đình cũng tự làm thôi. Đấy, hôm nay thì là chúng cháu cũng đến thăm một cái gia đình. Đấy, có cái câu chuyện là cũng gọi là người ta trong khu vực này là cũng hay gọi là quan hệ bất chính ấy, ý là người trong nhà là lại lấy em dâu hoặc là như thế. Như nãy chúng chị em chúng mình có chia sẻ qua đầu video ấy, tuy nhiên thì là cũng không ở được với nhau bao lâu ấy, một là không có tình cảm hoặc là như nào đấy, nên là chị là giờ cũng rời đi luôn và để lại cho anh chồng là hai đứa con. Anh thì là cũng còn trẻ đấy, chắc là cũng gọi là gặt chúng nuôi con ấy, thì cũng gọi là khá là vất vả đối với lại anh đấy đấy. Nên là giờ thì các cháu nhỏ là đều sang ở với bà hết. Hôm nay chúng cháu cũng thay mặt chỗ cô Catherine là cũng có một phần quà vào thăm các cháu nhỏ. Thì còn có lẽ là nội dung này thì chúng cháu cũng dừng lại ở đây thôi các bác ạ. Cũng hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thức phim tiếp theo thôi ạ.